Liếc, liếc quá trời liếc. À, tôi rủ ông ăn chay, ông nói ăn rồi. Mở hộp bún ra tính đợi ăn. Ai vậy, ông đậu xe phía trước luôn. Ôm hộp bún lại chút xung quán ăn tiếp. Đi thề ơi. Chạy lại, chạy lại, chạy lại. Cho nó ngồi phía sau đi. Rồi, vô. Con mèo con nó bị cục bú vậy đó. Đem cho người ta coi. Bây giờ đi đâu rồi chó đào? Công nhận chưa, khè nó không ra đường thôi, ra một cái là dông bão, bão táp phong ba. Đây là lần thứ hai trong đời con mèo này bước ra đường. Coi mặt khè sao, coi nó quản không. Cứ cứ, trời ơi, con mắt như trái lựu đạn vậy. Không có gì, không có la đỡ. Rồi quý vị ơi, coi ba tôi ông lái xe. Cái đường dằn mà ông chạy dèo dèo. Ở trong kia mưa mà ở ngoài này không có mưa nha. Khô queo. Những cái khu vực con khè có mưa. Tại tới cầu 3 tháng 2. Trời trời trời. Ghê quá. Kiếm đường chạy với mày. Đâu có dễ. Mày coi kìa, coi clip kìa chỗ. Trời vẫn còn âm u. Đường Câu Giang ở đó nghe khè. Tới đèn xanh đèn đỏ hình như là quẹo ở đây thì phải. Hình như khúc này nè. Bác sĩ nghĩ. Quẹo phải. Đâu rồi, phòng khám bác sĩ nghỉ. Chưa chưa, chậm chậm nha. Để coi. Đi một lần quên luôn. Và ba cứ chạy thẳng luôn đi. À, từ từ thôi. Hữu Nghị. Ở ngoài, đây nè. Ở đâu bên này, để tao vòng quay. Quay đâu rồi. Từ từ. Ngồi xe hơi hồi hộp hơn ngồi xe Honda. Chạy cái ép, chạy Vĩnh Bảo quay đầu luôn. Đây là chợ Vĩnh Bảo gạch giá Kiên Giang nha quý vị. Đây. Quay xe. Khè ơi, khè ơi, khè ơi. Đây là con đường ở Liếc Liếc. Ở ấp Tà Hiểm người dòng đường làm xong cánh cánh thành. Mày muốn đi không? Đi tao cho mày đi tham quan chơi. Tỏ ra cái bảng đỏ đỏ đó. À trời, tốt tốt có cái bảng trắng trắng đó. Cái chữ đỏ. Sao mày không lợi cái thằng vậy đó? Hả? Ở đây gần hơn cái gì xa quá. Ở đâu gần đây vậy? Đây. Rồi xin mời đại thiếu gia khè. Thiếu gia khè mũi bự. Ở đây đi bằng Honda lớn lên đi xa hơi ha. Đúng cái xe lại, đúng cái xe lại. Ờ. Rồi vô, vô con ơi. À đi mẫu. Mổ cục bú nè, u bú đây nè chị, thấy không, không biết cục gì nữa. Có hẹn với bác sĩ Nghị rồi đó. Toàn là chó mà có mèo nữa kìa. Thầy yên nghe thè kìa kìa, có bạn nữa kìa. Có hai bạn mèo dễ thương quá kìa. Ủa hai con mèo đó bị gì vậy chị? À ta gửi không bị vậy ha. Sao? Để gần coi được. Ôi. Cái mặt đại ca à. Đi bên đại ca luôn. Ừ. Lộ con mắt ra ngoài luôn. Ừ con này mặt ngộ quá à. Cái mặt y như con khỉ vậy đó. Con này giống con muối tiêu. Con này ngộ quá trời ngộ à. Độc lạ. Để xíu nha khè. Nha. Mổ cái này chừng phải mai lại đó. Liếc, liếc quá trời liếc trời ơi. Giờ chó sủa nè. Giờ có mùi mèo lạ nè. Trời ơi cái mặt nó dữ kìa ông ơi. Ôi chùa dễ vậy trời. Ở nhà đâu có cho đụng đâu trời. Chỗ lạ là đáng liền ha. Ok. Cẩn thận nha. Tính để thì làm luôn rồi để con chịu không. Thì em căng thẳng gì vậy? Nó dữ lắm đó. Nó bất tử lắm đó. Không phản ứng gì luôn á trời.
cũng lộ gì vậy. Trời ơi, nó dữ lắm, mà nhà nó dữ lắm. Đứng lên tha tháo khăn luôn đi. Rồi, như gút gà, mũ trắng tươi luôn khè ơi. Khè khè à. Hay ha. Sợ nhà nó dữ gì mày. Mất tay. Ừ con. Người ta kêu chị nặng ngủ là chị không dám nặng. Đúng, sợ nhiễm trùng. Okay. À, cái này mà lên TikTok chắc nó đánh tao nữa. Mau không? Đánh tao cái chăm gậy rồi. Ừ, ừ, ừ. Ừ, ngủ gì đâu mà trắng nhát. Ừ, ừ. Không sao, không sao. Sập lép rồi kìa. Kêu trả lời lại hả? Hả? Rồi cái này chắc gái quá. Nghe tiếng trà đẹp kêu đúng không con? Nó biến thái đó nha. Còn nó biến thái chứ không phải trà bình thường nữa. Đau đau đau. Ồ. Quá vậy này. Hay nha. Ờ khè ơi, khè à. Khè ơi. Bơm nước vô cái cục đó rồi nặng ra. Quá trời đã rồi. Không cần phải mổ. Ờ. Thế sao? Trời quá. Hôm nay khè hiền. Bất ngờ luôn á trời. Người ta có làm gì mày đâu. Lấy mũ gà con. Lấy con rùa trâu ra. Mấy đứa kia nó còn thè con rùa trâu. Làm tao. Đang lấy rùa trâu cho mày đó. Con này mình cho uống thuốc gì con vậy? Uống thuốc hả? Khó à? Con mày đi chích. Vậy hả? Phải chích thuốc thêm đi. Ở nhà muốn đụng mày là quýnh mày cắn nha. Này mày quá hiền. Rồi cho khè uống thuốc sổ lãi luôn. Thuốc sổ lãi nghe con. Dữ quá. Dằn rồi dằn. Chắc phải có người đi. Phải có người dịnh, ít nhất là hai người. Rồi, ok. Rồi, đeo vô, chích thuốc. Rồi, chích thuốc ha. Rồi, trời ơi, chích cái này coi chừng ngang. Không sao, bịch cái này lại, mà sợ áp xê, nó dễ quá xê thôi. Khè ơi, khè. Mời thuốc sổ lãi ha, mời có người dịnh nha. Ừ. Chích thuốc thì trà. Ờ. Không có mai là mày hên lắm rồi đó. Là chích thuốc mỗi ngày. Khè ơi, khè. Nhẹ nhẹ rồi con. Đóng lại mày, đóng lại nha. Cứ cứ, khè ơi, khè khè có nè. Nhìn nè. Hai à già mỗi thứ hai. Khè 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 ơi khè ơi khè ơi khè ơi.
Trời ơi, trời ơi, coi nè, coi nè. Nhìn nè, nhìn nè. Lẹ. Ê, coi chừng nó quýnh nha. Rồi, rồi, rồi. Khè, 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 coi này, coi này. Khè ơi, khè ơi, khè ơi, khè ơi. Rồi, hay lắm. Nó vụ thành công. Đau nó lẹ luôn. Lẹ hả? Ừ. Sao không thấy? Quay mặt qua đây nữa. Trời ơi. Nhìn là đau quá. Tao biết mày tin khè rồi, khỏi khè. Thấy không? Ừ, đó đó, hồi nãy không quạo giờ đâu quạo rồi đó. Rồi vậy là giờ mãi ngày chị lại nha. Trời, con này là mèo hoang, hồi nhỏ xíu rồi nó đã quýnh mình rồi. Mà em cho nó ăn đòn dữ lắm, chứ không phải không đánh. Mà là chứng nào tập nấy, càng đánh nó càng khùng. Ê. À. À, cảm ơn em thôi vậy. Rồi. Hên quá, không có phải mổ. Em ơi, phải có người kề mới cho ông thất sổ lãi được. Rồi, xong xuôi. Rồi. Rồi mưa tiếp nè đó. Nó làm nên nhìn thằng Phương không chớp mắt luôn ơi. Rồi nó tưởng mày là quách thủy đó. Con mắt của nó kìa má luôn. Mở hết cỡ. Nó đang gà sót còn muốn làm gì nữa. Nó đang suy nghĩ. Đang đón. Ê, tính ra vô cái phòng khám này lời chứ đâu có lỗ đâu. Nặng mũ chích thuốc mà có 50 ngàn nè. Nó lấy cái lo của người ta quên trả cho ta rồi. Giờ không có dám tháo ra. Về nhà tháo luôn.